นี่มันนี่คืออัตกระดึงนี่คือมโนสัญเจตนานี่เป็นเนี่ยเราประตูหยุดแสดงกี่อ้อยมาแค่ประมาณ đã lấy về cầm ra nằm mày ở đây rồi này chưa có bao nhiêu thức phun thì cầm ra vậy tôi mai nữa hả tôi đi mà chứ phá không lo tì mặt cũng ươm mấy thứ mà có tại nó trời thoát được cả này mà chờ cảm bả đã cũng yên mà cua tại nó trời thoát đấy nào
học kỹ học luôn này hay mẹ có đám có đẹp phải chọc luôn này cho em ngay nhé. Còn đang đứng với chúng mình thì tù người tạm biệt. Bắt là mỏ đó. Ở đây là bắt là mỏ. Bắt mỏ rồi. Đây cái đi dọc khơi nữa. Đi dọc khơi thì lành rồi. Đi dọc khơi thì sạt khơi. Driver man. Chú kia đâu là không bị bực mỏi. Tại vì tôi nó tôi cứ bay vậy. Tôi cứ nghĩ đó là người Phật mà cũng đang dính nát là mấy. Mà vậy nó cũng như mang thọt đi. Một cái camera. Here we go.
Mì mì đỡ được cái phê. Ừ. Để chăm cái phê. Lắc lắc mông mình. Và chọc rồi.